anh em. Ăn xong đi tiếp nha. Mà nên cái cù lắng đồ hú đi. Nó hơi già nè. Nó hơi già nhưng mà ăn được, con này cũng dạng ngon chứ. Ngon ăn rồi. Ăn thịt heo với chà. Đâu rồi, cho anh em coi ăn đủ rồi. Con này ăn luôn. Đang quay luôn mình. Chào bé. Thêm muối thêm. Lục lộn rồi. Tan gì mới ngon. Nè chỗ này ngon là không. Múc đít luôn, múc đít này. Mình ăn cười bãi mất. Ngon mà. Ngon nữa. Ngon mà. Dính như gì cơ ba ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con người đã ốm rồi, cái ruột xì đá luôn. Không, tơ. Nãy thấy lưng nhỏ 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 là con heo bây giờ. Được 2 con, 5 con, mấy con. Em vuốt thử, em chấm mừng vuốt, em vuốt 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 đít vuốt luôn ruột cho anh em coi. Thấy không? Rồi đó. Cầm bóc rồi mà hỏi em phải nói không? Mũi không? Cái bụng này mà ảnh nó không phải con heo. Bộ khó mà. Bụng như cái bụng bầu á. Muối muối mình muối. Đỉnh gì vậy? Giác 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 giác. Ở đây không có muối đỉnh nè. Ở đây đưa nước đại đại nước lợ. Một hơi mặn nha. Ê, thủng khá nhảy. Nè, con heo làm. Chơi nè. Ngon từ thịt, ngọt từ xương luôn. Bốc. Chắc con này nữa nó xong luôn rồi. Con này nó xong luôn rồi. Con này còn con nữa không? Đuổi nó chắc chết luôn á. Nhìn là măng thêm á. Chế chế qua bên đây miếng này tử. Ăn giống như cây chủ trà. Chia ra cho anh em nhé. Cái đó gì anh Lân? Giữ đi cái giá đó. Cảm ơn đã bóc không quyền lựa anh ơi. Thôi luôn. Không được. Nhỏ nhỏ. Bẻ cho nhỏ nhỏ. Chế vô miếng tính. Bỏ hồng nuốt luôn. Dứt. Nó ra tay rồi. Chồng của Suri kênh vợ chồng Suri. Là... Gào đâu, gào đâu. Gào đâu, bỏ vô. Hai cắn cắn. Đã bóc. Ăn bỏ vô chứ ăn không thì hồi chết á. Còn đó tới số kìa. Ông nội mày nằm đây nè. Mày thấy ông nội nằm đây nè. Hai con bé nó cắn lộn với nhau. Em đứng em nhìn nó cắn lộn. Ủa bên nó. Mấy này mang đi tiếp bên này bà. Hãy em cái túi sao nè. Rồi, mẹ nè. Bắp chẻo em đang miếng này.